Ca sĩ G. Black, tôi từng có giai đoạn sống như người điên, 10 ngày không ăn uống. Nữ ca sĩ G. Black chia sẻ về quãng thời gian khó khăn nhất đời, tưởng chừng không qua khỏi. Mới đây trong một talk show, G. Black có những chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, giọng ca núi rừng còn trang trải cuộc sống với công việc nuôi heo. Tuy nhiên hiện tại giọng ca ly cà phê ban mê đang gặp khó khăn vì lỗ rất nhiều và phải ngừng lại một thời gian. Tôi nuôi heo vì cuộc sống thôi. Nếu tôi không làm gì, thì làm sao nuôi được con cháu? Có lần tôi gặp một cô em trong làng, thấy nuôi heo mát tai Cô ấy bảo nuôi heo không tốn, nên tôi muốn muốn thử xem sao. Lúc đó chồng tôi cũng về ở chung lại, nên hai vợ chồng bàn nhau xem làm gì để giúp đỡ gia đình. Ông xã tôi vốn rất có tay nuôi heo. Ngày trước nuôi con nào, con nấy đều nặng hơn một tạ, nên tôi tin tưởng ông xã. Tôi nghĩ đơn giản rằng nuôi heo chỉ cần đi hái rau cho nó ăn là xong đến khi bắt tay vào nuôi mới thấy không đơn giản chút nào phải cho ăn đủ thứ chích thuốc các kiểu khi heo ốm đau phải mời bác sĩ tới chữa nói chung là tốn kém lắm bên cạnh đó nữ ca sĩ cũng trải lòng về quãng thời gian khủng hoảng nhất đối với mình năm xưa tâm sự với mc nguyên khang cô cho biết đó là lúc bị mất giọng phải từ bỏ sự nghiệp ca hát về quê sao lùm xùm nợ nần xịp sì lát chia sẻ ở Sài Gòn, tôi không có ai bên cạnh. Khi trở về Đắk Lắk, tôi như một người điên, bị stress nặng, cứ ngồi thu mình vào một góc phòng, không muốn nói chuyện với ai, không muốn gặp ai. Thậm chí tôi còn đóng kính phòng, không để một ánh sáng nào lọt vào. Tôi sợ tất cả. Có lúc tôi bị bệnh nặng, năm 10 ngày không ăn không uống, tưởng rằng không qua khỏi. Tôi đi truyền nước, thì máu trong cơ thể chảy ngược ra theo đường truyền. Tôi nghĩ chắc xong rồi, cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ mong mấy đứa con được bảo vệ Còn mình đi cũng được Sau đó cô nằm mơ gặp mẹ Và được bậc sinh thành Quyên nhũ phải nghĩ về cuộc sống và con cháu Vì vậy siêu Black vật dậy tinh thần Và cố gắng ăn uống trở lại Thế là tôi sống rồi Giống như mẹ đã đuổi hết mây đen đi Giọng ca dân tộc bà Na bày tỏ Siêu Black cho biết Cô từng cảm thấy khó hiểu Khi nhiều người chọn giải pháp tiêu cực Khi gặp áp lực Tuy nhiên sau khi bản thân trải qua Cô mới hiểu rõ được có những giai đoạn thực tế bế tắc mà không phải ai cũng vượt qua được. Giọng ca đôi mắt cô kể, cô phải mất gần 10 năm mới thoát ra nổi quãng thời gian khó khăn đó. Hiện tại, C Black có cuộc sống bình yên bên chồng con ở Cần Tâm. Cô cũng tích cực nhận show đi hát, tham gia các chương trình truyền hình phù hợp. Mới đây, sự xuất hiện của giọng ca 6X trong đêm chung kết Việt Nam Idol đã làm dễ sống mạng xã hội. C Black cũng chia sẻ lý do quay lại với ông xã tôi về sống với chồng cũ còn làm đám cưới trong nhà thờ đó là ước nguyện của chị hai tôi trước khi mất tôi nghĩ nếu bây giờ tôi bước đi với người khác thì con tôi cháu tôi sẽ ra sao tôi suy nghĩ nhiều lắm chị hai cũng bảo thôi một là đừng lấy chồng ở vậy cho vui hai là lấy chồng cũ tôi hỏi vì sao lại lấy chồng cũ trong khi ông ấy là người bỏ đi trước chị bảo con em không chấp nhận người khác chỉ chấp nhận ba nó thôi vì câu nói này nên tôi mới quay lại với chồng cũ. C. Black sinh năm 67 ở Con Tâm, là người dân tộc Bana. Cô theo đuổi dòng nhạc rock, từng làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc. Việt Nam Idol, The Winner Is. Năm 2013, C. Black vướng lầm xùm vỡ nợ hàng tỷ đồng. Sau đó, nữ ca sĩ trở về quê sinh sống, cố gắng giải quyết chuyện gia đình. Trong một cuộc phỏng vấn với chúng tôi, C. Black cho biết cô vẫn chưa trả hết nợ, nhưng may mắn được chủ nợ thông cảm. Mỗi khi có tiền, nợ ca sĩ sẽ chuyển khoản trả dần cho họ. Bên cạnh đó, si Black nói, cô ngại khi nhờ khán giả giúp đỡ. Tay làm hàm nhai, mình có làm thì mới có ăn. Giọng ca 6X bày tỏ.